Chào mừng các bạn đến với Chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, cuộc đảo chính năm 1963 đã đưa anh em Ngô Đình Diệp phải chết để đền tội trước nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, những kẻ giết hắn và cả gia tộc nhà Ngô Đình Diệp lại là những kẻ đã dựng hắn lên và tôn thờ hắn một thời. Cái chết của anh em Ngô Đình Diệp là kết cục bi đát nhất cho kẻ cam tâm làm tay sai cho giặc để phản bội tổ quốc, tàn hại nhân dân. Việt Tân và các tổ chức phản động hãy nhớ rằng những kẻ phản quốc đều có cái kết tương đồng với Ngô Đình Diệm, những kẻ vong nô mãi quốc cầu vinh đều không có kết quả tốt đẹp. Chống Dị Miến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết lịch sử mãi là lịch sử không thể đổi trắng thay đen. Bài viết của Thanh Nhật trong những ngày gần đây rất nhiều trang Facebook phản động, đặc biệt là trang Facebook của Việt Tân đã đăng tải nhiều nội dung bình luận về Ngô Đình Diệp, một kẻ bán nước để cầu vinh. Cụ thể như, xin mọi người dành một phút tưởng nhớ đến vị Tổng thống đáng kính Ngô Đình Diệp nhân ngày giỗ của ông, 2 tháng 11, 1963, người khai sinh ra nền đệ nhất Cộng Hòa. Rồi, nhân ngày giỗ của Tổng thống Ngô Đình Diệp, mọi người hãy tưởng nhớ đến vị Tổng thống ái quốc đáng kính thực tiễn lịch sử đã minh chứng bản thân ngô đình diệm là một kẻ bán nước cầu vinh làm bù nhìn cho mỹ xâm lược việt nam được ví như tên đứng đầu nặng diệt chủng dân tộc với những hình thức tra tấn giết hại rất man rợ các tội ác của ngô đình diệm đã được các tài liệu lịch sử chứng minh các thế lực thù địch đích danh ở đây là tổ chức phản động việt tân đang cố tình ăn không nói có để xuyên tạc sự thật về ngô đình diệm lịch sử đã chứng minh ngô đình diệm từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm thủ tướng rồi trở thành tổng thống của cái gọi là Việt Nam Cộng hòa sau khi phế trước Bảo Đại. Trong suốt thời gian tại vị, Ngô Đình Diệm đã phạm tội ác chống lại tổ quốc, chống lại dân tộc Việt Nam bằng những hành động cõng rắn cắn gà nhà và bạo ngược đối với nhân dân khi làm quan trong chính quyền bảo hộ Pháp Vatican trong những năm 1922-1933 và khi được Hoa Kỳ và Vatican cho nắm giữ các chức vụ thủ tướng và tổng thống ở miền Nam trong thời gian 1954-1963 ở miền Nam. Hình ảnh của Ngô Đình Diệp gắn liền với cái máy chém lê đi khắp miền Nam và câu nói nổi tiếng của Diệp hẳn ai cũng thuộc nằm lòng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chính câu nói này đã lột tả đến tận cùng sự tàn bạo, hung ác tới mức không còn tính người của Ngô Đình Diệp Ngô Đình Diệm đã cho thi hành kế hoạch ki tô hóa miền Nam bằng bạo lực khiến cho hơn 300.000 người bị sát hại, cùng với hơn nửa triệu người bị bắt giam và tra tấn một cách hết sức giả man. Và ngày 30 tháng 11, 1961, Diệm đã hí hửng và hồ hởi đồng lõa với quân đội Mỹ trong việc sử dụng chất độc da cam, rải xuống đồng ruộng và rừng cây trong lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Việc làm giả mang này không biết đã sát hại bao nhiêu trăm ngàn hay hàng triệu nạn nhân và hậu quả của việc làm này cho đến ngày nay vẫn còn gây hại cho đất đai, cây cối, mùa màng, sinh vật và nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng. Thế mới thấy tội ác, hành động dã man của Ngô Đình Diệm đối với nhân dân Việt Nam. Cuộc đảo chính năm 1963 đã đưa anh em Ngô Đình Diệm phải chết để đền tội trước nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, những kẻ giết hắn và cả gia tộc nhà Ngô Đình Diệm lại là những kẻ đã dựng hắn lên và tôn thờ hắn một thời cái chết của anh em ngô đình diệp là kết cục bi đát nhất cho kẻ cam tâm làm tay sai cho giặc để phản bội tổ quốc tàn hại nhân dân việt tân và các tổ chức phản động hãy nhớ rằng những kẻ phản quốc đều có cái kết tương đồng với ngô đình diệp những kẻ vong nô mãi quốc cầu vinh đều không có kết quả tốt đẹp không dừng lại ở đó các thế lực thù địch đặc biệt là tổ chức phản động việt tân còn so sánh khập khiển giữa Ngô Đình Diệp với Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng cùng là lãnh tụ trong cùng thời điểm nhưng quan điểm của Tổng thống Ngô Đình Diệm quá khác quan điểm của bác Hồ Chí Minh nhỉ? Hay Ngô Đình Diệm là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử Việt Nam? Thật là thiếu sót nếu chúng ta không nghiên cứu về tư tưởng chính trị, quản trị, pháp luật của Ngô Đình Diệm, đặc biệt trong tương quan so sánh với Hồ Chí Minh và chính quyền của ông ở miền Bắc vân vân và vân vân. Có thể khẳng định, thật là nực cười khi so sánh một kẻ bán nước hại dân Ngô Đình Diệp với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ tiên phong mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân vì hòa bình phát triển và tiến bộ của nhân loại tư tưởng đạo đức và phong cách của chủ tịch hồ chí minh là tài sản vô cùng quý báu của toàn đảng toàn quân và toàn dân ta mãi là niềm tự hào nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người việt nam hôm nay và mai sau là ánh sáng soi đường cho cách mạng việt nam dẫn dắt đảng ta dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc với thực tiễn đó màn kịch ca ngợi tri ân cố tổng thống nguyệt quyền sài gòn ngô đình diệp kẻ bán nước cầu vinh cổng rắn cắn gà nhà và so sánh với chủ tịch hồ chí minh thực chất chỉ là cái cớ để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ mà thôi trước thực tế đó bằng những luận cứ xác đáng chúng ta bác bỏ mọi lời lẽ ca ngợi tôn vinh ngô đình diệp kẻ tội đồ dân tộc mãi quốc cầu vinh của các thế lực thù địch đặc biệt là của tổ chức phản động việt tân càng không cho phép ai thế lực nào khi so sánh ngô đình diệm với chủ tịch hồ chí minh bởi đó là sự tráo trở ngụy biện của những kẻ phản bội tổ quốc phản bội nhân dân và nằm trong âm mưu bôi nhọ lãnh tụ mà các thế lực thù địch vẫn thường sử dụng đặc biệt là trong thời gian này khi mà đất nước ta đang diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa lớn